Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, tọa lạc ở miền Trung Trung Quốc. Đây là một trong những thành phố lớn nhất và quan trọng nhất của Trung Quốc. Thành phố này được coi là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao thông của khu vực. Vũ Hán nổi tiếng với hai dòng sông lớn gặp nhau tại đây, sông Dương Tử, sông Hán. Đây là lý do tại sao thành phố này được gọi là thành phố của những dòng sông. Vũ Hán có một lịch sử lâu đời và đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều giai đoạn lịch sử của Trung Quốc, từ thời kỳ Tam Quốc đến cuộc cách mạng hiện đại. Câu chuyện về lịch sử của thành phố này có thể được truy ngược lại hơn 3.500 năm, khi nơi đây đã là nơi định cư của các nền văn minh cổ đại. Trong thời kỳ Chiến Quốc, Vũ Hán thuộc vùng đất chiếm đóng của nước Sở, một trong những quốc gia hùng mạnh thời bấy giờ. Khu vực này đã trở thành một trung tâm quân sự chiến lược, với nhiều pháo đài và doanh trại được xây dựng bởi Tôn Quyền, lãnh đạo của Đông Ngô. Vị trí của Vũ Hán đã biến nó thành mục tiêu chính. Mỗi nước đều tìm cách kiểm soát ngã ba sông quan trọng này. Trận Xích Bích, một trong những trận chiến nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc, đã diễn ra gần Vũ Hán. Tầm quan trọng chiến lược của Vũ Hán vẫn tiếp tục sau thời kỳ Tam Quốc. Các công sự của thành phố đã được củng cố và mở rộng qua nhiều thế kỷ. Những bức tường thành và cổng thành cổ kính này là minh chứng cho quá khứ đầy biến động của Vũ Hán. Dưới thời nhà Đường và nhà Tống, Trung Quốc đã trải qua thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật, văn học và thương mại. Vũ Hán phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn này. Vị trí của nó ở ngã ba sông Dương Tử và sông Hán đã biến nó thành trung tâm thương mại tự nhiên. Các thương nhân từ khắp Trung Quốc và nước ngoài đổ về Vũ Hán. Sự giàu có của thành phố ngày càng tăng. Những ngôi chùa, bảo tháp và khu vườn xinh đẹp được xây dựng. Vũ Hán trở thành trung tâm học tập và văn hóa. Các học giả, nhà thơ và nghệ sĩ đã bị thu hút bởi bầu không khí sôi động của thành phố. Họ đã tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật và văn học Trung Quốc đẹp nhất. Di sản của triều đại nhà Đường và nhà Tống vẫn còn được cảm nhận ở Vũ Hán ngày nay. Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Trung Quốc đã trải qua một giai đoạn thay đổi đáng kể. Đất nước đang nỗ lực hiện đại hóa, Vũ Hán đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi này. Thành phố trở thành trung tâm công nghiệp và thương mại. Các cường quốc nước ngoài thành lập các khu nhượng địa ở Vũ Hán. Điều này dẫn đến sự phát triển của các ngành công nghiệp mới, chẳng hạn như luyện thép và đóng tàu. Giai cấp công nhân của Vũ Hán phát triển nhanh chóng. Thành phố trở thành một lò lửa của hoạt động cách mạng. Năm 1911, cách mạng Tân Hội bùng nổ ở Vũ Hán. Cuộc cách mạng này đã dẫn đến việc lật đổ triều đại nhà Thanh và thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Vai trò của Vũ Hán trong sự kiện quan trọng này đã củng cố vị trí của nó trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Vị trí chiến lược đã tạo điều kiện thuận lợi cho Vũ Hán phát triển thành một trung tâm giao thông và thương mại quan trọng. Vũ Hán được chia thành ba khu vực chính bởi các con sông, Vũ Xương, Hán Khẩu và Hán Dương. Địa hình thành phố rất đa dạng, bao gồm các dãy núi thấp, đồng bằng và vùng đất thấp dọc theo các con sông. Hồ Đông là hồ nước lớn nhất trong thành phố, không chỉ là một điểm đến du lịch phổ biến mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu. Với khí hậu cần nhiệt đới, Vũ Hán trải qua bốn mùa rõ rệt, mùa hè nóng và mùa đông lạnh. Vị trí trung tâm của thành phố trong tỉnh và quốc gia đã làm cho nó trở thành một cửa ngõ quan trọng cho giao thông và thương mại giữa các khu vực miền Trung, miền Đông và miền Tây Trung Quốc. Tính đến năm 2023, dân số của thành phố Vũ Hán ước tính khoảng 11 triệu người. Đây là thành phố đông dân nhất trong các tỉnh miền Trung và là một trong những thành phố đông dân nhất của Trung Quốc. Vũ Hán có một nền kinh tế mạnh mẽ, đóng vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ của khu vực miền Trung Trung Quốc. Thành phố này là điểm đến quan trọng cho các ngành công nghiệp chế tạo, bao gồm sản xuất ô tô, điện tử và máy móc. Các công ty lớn như Dongfeng Motor Corporation và các doanh nghiệp công nghiệp khác có trụ sở tại Vũ Hán, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế địa phương. Vũ Hán hiện đang thu hút khoảng 50 công ty Pháp, chiếm hơn 1/3 của Pháp đầu tư tại Trung Quốc, nhiều nhất trong số các thành phố Trung Quốc. Ngoài công nghiệp, Vũ Hán còn là trung tâm giáo dục và nghiên cứu với nhiều trường đại học danh tiếng như Đại học Vũ Hán. Điều này tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong các lĩnh vực nghiên cứu và công nghệ. Thành phố cũng nổi bật trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, với các khu vực thương mại sắm uất như Hán Khẩu, đóng vai trò là trung tâm mua sắm và kinh doanh lớn. Hạ tầng giao thông phát triển, bao gồm cả cảng sông, đường sắt và sân bay, cũng là yếu tố quan trọng giúp Vũ Hán kết nối với các khu vực khác trong và ngoài nước. Vũ Hán tiếp tục mở rộng và cải thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh các dự án phát triển đô thị và công nghiệp, nhằm duy trì đà tăng trưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân. Nhờ vào sự phát triển đa dạng và mạnh mẽ này,
Vũ Hán không chỉ là một trung tâm kinh tế khu vực mà còn là một điểm sáng trong nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2019, nền kinh tế của Vũ Hán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thành phố bị phong tỏa từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt đã làm gián đoạn hoạt động kinh tế. Các ngành công nghiệp và dịch vụ gặp khó khăn với nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Sự đóng cửa kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất, thương mại và việc làm khiến nền kinh tế của thành phố giảm sút nghiêm trọng trong thời gian phong tỏa. Ngoài ra, ngành du lịch cũng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Vũ Hán. Một trong những điểm đến nổi bật nhất của Vũ Hán là Hoàng Hạc Lâu, một trong những biểu tượng văn hóa và lịch sử của Trung Quốc. Ngọn tháp này đã đứng bên bờ sông Dương Tử trong nhiều thế kỷ. Tháp được xây dựng lần đầu tiên vào năm 223 trước công nguyên trong thời kỳ Tam Quốc. Tháp đã trải qua nhiều lần tái xây dựng và phục hồi, với phiên bản hiện tại được xây dựng vào năm 1985 theo kiểu dáng truyền thống và đã trở thành một địa điểm quan trọng trong các tác phẩm văn học và thơ ca. Tên gọi Lầu Hoàng Hạc bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian. Tương truyền Phí Văn Vi, một tu sĩ đắc đạo thành tiên thường cười hạc vàng ngao dụ sông Thủy. Một hôm, tiên bay ngang Vũ Hán và dừng chân lại đây để nhìn ngắm. Một bên là cảnh đẹp hùng vĩ của Trường Giang và bên kia là Ngu Hổ trong khói sương diễm lệ. Người đời sau đã từ nơi tiên cưỡi hạc vàng đã xây lên một tháp lâu đặt tên là Hoàng Hạc Lâu. Từ đỉnh tháp, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh ngoạn mục của sông Dương Tử và thành phố Vũ Hán, một khung cảnh hùng vĩ kết hợp giữa thiên nhiên và đô thị. Hoàng Hạc Lâu không chỉ là một kỳ quan kiến trúc mà còn là một biểu tượng văn học nổi tiếng nhờ bài thơ Hoàng Hạc Lâu của nhà thơ Thôi Hiểu Thời Đường. Bài thơ đã góp phần làm tháp trở thành một biểu tượng của văn hóa cổ điển Trung Quốc, thể hiện sự hòa quyện giữa văn học và nghệ thuật. Một di tích văn hóa quan trọng khác là chùa Phật giáo Guiyuanzhen. Tọa lạc tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc là một trong những ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc. Được xây dựng vào năm 1920, chùa Guiyuanzhen là một trung tâm quan trọng của thiền tông và văn hóa Phật giáo ở khu vực miền Trung Trung Quốc. Chùa Guiyuanzhen nổi bật với kiến trúc truyền thống và không gian thanh tịnh, mang đến một môi trường yên bình cho những ai tìm kiếm sự thư giãn và tĩnh tâm. Ngôi chùa có nhiều khu vực đáng chú ý, bao gồm Đại Hùng Bảo Điện và các khu vườn xung quanh, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật Phật giáo và tham gia vào các nghi lễ tôn giáo. Một trong những điểm nổi bật của chùa Guiyuanzhen là bộ sưu tập các tượng Phật cổ và các di vật văn hóa liên quan đến Phật giáo. Các bức tượng và hiện vật này không chỉ thể hiện sự tinh xảo trong nghệ thuật điêu khắc, mà còn phản ánh sự phát triển của Phật giáo qua các thời kỳ. Ngoài việc tham quan, du khách đến chùa Guiyuanzhen còn có cơ hội tìm hiểu về các giáo lý và thực hành của thiền tông, tham gia vào các buổi thiền định và lễ cầu nguyện. Ngôi chùa là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và tâm linh, thu hút những người hành hương và tín đồ Phật giáo từ khắp nơi. Một trong những biểu tượng mới của Vũ Hán là tòa nhà Greenland. Đây được xem là tòa nhà cao nhất Trung Quốc, vượt qua cả tháp Thượng Hải với độ cao 636 mét và bao gồm 125 tầng. Tòa nhà này được nhiều người còn ví nó như là tên lửa của thành phố Vũ Hán. Greenland được xây dựng từ năm 2011 bởi hai kiến trúc sư nổi tiếng Adrian Smith và Gordon Gill kết hợp với kỹ sư của Thornton Tomasetti. Và đến năm 2018 mới hoàn thành và mở cửa cho phép hoạt động. Với cấu trúc tinh tế, thanh nhã và áp dụng tất cả những công nghệ tiên tiến hiện đại của thế giới, tòa nhà này có quy mô được xếp vào thứ tư trên toàn thế giới. Khi đứng ở tầng cao nhất của tòa tháp, bạn sẽ được ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thu nhỏ của thành phố Vũ Hán và những vùng lân cận. Đặc biệt vào buổi tối, Greenland luôn thu hút mọi ánh nhìn với ánh sáng và sự nổi bật. Nơi đây hứa hẹn sẽ cho bạn những trải nghiệm và nhiều cung bậc cảm xúc tuyệt vời khi đến thành phố Vũ Hán. Vũ Hán là một trung tâm lớn về giáo dục và nghiên cứu ở Trung Quốc. Thành phố là nơi có một số trường đại học danh tiếng nhất cả nước. Đại học Vũ Hán được thành lập vào năm 1893, là một trong những trường đại học lâu đời và được kính trọng nhất ở Trung Quốc. Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung là một trường đại học hàng đầu khác. Nó được biết đến với các chương trình về kỹ thuật, khoa học và y học. Những trường đại học này thu hút sinh viên từ khắp Trung Quốc và thế giới. Vũ Hán cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ. Thành phố là nơi có nhiều viện nghiên cứu và công ty công nghệ cao. Vũ Hán cam kết phát triển các công nghệ và ngành công nghiệp mới. Thành phố có vị thế tốt để trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về đổi mới.
Vào cuối năm 2019, Vũ Hán trở thành tâm chấn của đại dịch COVID-19. Thành phố phải đối mặt với một thử thách chưa từng có. Virus lây lan nhanh chóng, các bệnh viện bị quá tải. Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn virus. Người dân Vũ Hán đã trải qua nhiều tuần lễ bị cô lập. Họ đã thể hiện tinh thần kiên cường và tinh thần cộng đồng tuyệt vời. Thế giới đã chứng kiến Vũ Hán chiến đấu với đại dịch. Kinh nghiệm của thành phố đã mang đến những bài học quý báu cho các quốc gia khác. Sự phục hồi của Vũ Hán là minh chứng cho sức mạnh và quyết tâm của người dân nơi đây. Ngày nay, Vũ Hán là một đô thị thịnh vượng. Đây là trung tâm lớn về thương mại, công nghiệp và văn hóa. Thành phố đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Nơi đây đang hướng tới tương lai với hy vọng và lạc quan. Vũ Hán đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, công nghệ và giáo dục. Thành phố đặt mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về đổi mới và phát triển bền vững. Tinh thần kiên cường và đổi mới của Vũ Hán rất rõ ràng. Thành phố không ngừng phát triển và tự đổi mới. Vũ Hán là một thành phố đang chuyển mình. Đây là một thành phố có tương lai tươi sáng. Vũ Hán là một thành phố kết hợp hài hòa giữa lịch sử phong phú và tương lai đầy hứa hẹn. Hy vọng các bạn thấy nội dung hữu ích và thú vị. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like, chia sẻ với bạn bè và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình. Chúng mình rất mong nhận được ý kiến và phản hồi của các bạn qua phần bình luận bên dưới. Hãy theo dõi kênh để cùng khám phá nhiều điều thú vị hơn nữa trong các video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại!